quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Theo hãng tin Reuters của Anh, các quan chức thành phố Kiev của Ukraine xác nhận, ngày 26 tháng 9, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào thủ đô Kiev của Ukraine, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng. Serhiy Bobko, người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương cho hay, hơn một chục máy bay không người lái tấn công đã được phát hiện trên vùng trời thành phố, hầu hết trong số đó đã bị bắn hạ. Ông Bobko cho biết thêm, khoảng 20 chiếc ô tô và một đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hại trong cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ. Còn theo trang tin aviapro.net của Nga cho hay, vào đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26 tháng 9, Nga đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào sân bay Starokonstantinov của Ukraine. Cuộc tấn công đầu tiên được không quân Nga thực hiện bằng hai tên lửa siêu thanh Kinzhal và cuộc tấn công thứ hai diễn ra ngay sau đó vài phút. Đánh giá dựa trên các báo cáo về vụ nổ tại sân bay, tất cả các tên lửa của Nga đều đánh trúng mục tiêu. Được biết, sân bay quân sự ở Starokonstantinov, vùng Khmelnytsky, đóng vai trò quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh máy bay Su-24 mang tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALB-EG, theo một số nguồn tin quân sự, sân bay này cũng là nơi chứa các máy bay chiến đấu F-16 được phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Quân đội Nga trước đó đã nhiều lần tấn công căn cứ này nhằm vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng, dùng để huấn luyện và vận hành máy bay chiến đấu của Ukraine. Trong khi đó, tờ ABC Ukraine đưa tin, vào rạng sáng ngày 26 tháng 9, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công Ukraine bằng tên lửa, máy bay không người lái và bom dẫn đường, KAB. Cơ sở hạ tầng một số khu vực như Kiev, Odessa, Zaporizhia, Ivano-Frankivsk đã bị lực lượng Nga tấn công. Theo ấn phẩm này, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 26 tháng 9, cảnh báo máy bay không người lái đã được ban bố ở Kiev. Vài phút sau, tiếng nổ vang lên và hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại thủ đô của Ukraine. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông Ukraine cũng đưa tin về vụ nổ ở khu vực Khmelnytsky. Cùng ngày 26 tháng 9, không quân Ukraine báo cáo Nga đã phóng 6 loại tên lửa và 78 máy bay không người lái vào Ukraine trong vòng 24 giờ đồng hồ qua. Phòng không Ukraine đã phá hủy 4 tên lửa và 66 máy bay không người lái do Nga phóng đi trong cuộc không kích trong đêm. Trước đó vào ngày 25 tháng 9, cơ quan tình báo khẩn cấp của Nga cho biết, một thiết bị máy bay không người lái của Ukraine đã thả một quả bom đạn xuống khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine vào ngày 25 tháng 9, mặc dù không có thiệt hại nào. Đây là thông báo của các cơ quan khẩn cấp địa phương được hãng tin RAI trích dẫn. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng Nga kể từ tháng 3 năm 2022 và hiện cũng nằm gần khu vực tiền tuyến giữa hai bên giao tranh. Trong diễn biến đáng chú ý khác, hãng thông tấn RAI Novosti của Nga đưa tin, bên lề phiên họp Đại hội Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Voshinin bày tỏ hy vọng chính phủ Mỹ sẽ không cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa của phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga. Theo Thứ trưởng Voshinin, hậu quả của việc Washington cho phép tấn công như vậy là rõ ràng với tất cả. Ông nhấn mạnh, tôi muốn tin rằng Mỹ sẽ có đủ lý trí và trí tuệ để không dẫn đến tình trạng này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 9 cho biết, quân đội nước này đã giành thêm hai ngôi làng ở Donetsk và đang tấn công thị trấn Vuleda, một cứ điểm của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai ngôi làng mà quân đội nước này vừa giành được là Hostre và Hrihorivka thuộc Donetsk. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin cho biết rằng giao tranh đang diễn ra bên trong Vuleda, nơi dân số trước xung đột là 14.000 người. Trong khi đó, thống đốc tỉnh Donetsk do Ukraine bổ nhiệm Vadim Filaskin nói rằng quân đội Nga chưa đến vùng ngoại ô Vuleda, nhưng các nhóm trinh sát của họ đang hoạt động ở đó. Ông Filaskin tuyên bố, lực lượng phòng vệ của chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn quân đội Nga, họ vẫn chưa giành được quyền kiểm soát thị trấn. Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng lực lượng Nga đã bao vây Vuleda, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đây là động thái tích cực. Trong tháng 8, lực lượng Nga ở Donetsk đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu cuộc xung đột. Dù cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kherson của Nga đã buộc Moscow phải phân tán lực lượng, Vuleda đã nhanh chóng chống chọi với nhiều cuộc tấn công kể từ khi cuộc xung đột bùng phát và đã trở thành chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam Donetsk. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, Nga dường như đang tăng cường tấn công Vuleda, nhưng việc giành được thị trấn này sẽ không làm thay đổi đáng kể triển vọng tiến quân xa hơn của Moscow. Trong khi đó, Federico Bossari,
thành viên Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu CEPA, lại chia sẻ với tờ Kyiv Independent rằng việc mất Voleda không chỉ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của lực lượng Ukraine mà còn diễn biến rất nghiêm trọng, có khả năng đe dọa an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam Donetsk do Ukraine kiểm soát, cùng với mối đe dọa đối với sườn nam của Pokrovsk. Đài RT dẫn báo cáo tình hình xung đột ngày 25 tháng 9 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh, các lực lượng vũ trang Moscow đã ngăn chặn nỗ lực xâm nhập biên giới của binh lính Ukraine gần khu vực định cư Novibut thuộc vùng Kherson. Nhà chức trách Nga thống kê, Kiev đã mất tới 50 lính cùng 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh và 1 xe chiến đấu bọc thép. Cùng ngày, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công nỗ lực khác của đối phương gần khu vực định cư Lyupimovka ở Kherson, khiến cho 15 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, nhiều phương tiện bị phá hủy và một lính Ukraine bị bắt làm tù binh. Bộ Quốc phòng Nga đã thống kê trong vòng 24 giờ qua, Kiev đã mất tổng cộng hơn 300 quân nhân, 7 xe bọc thép, trong đó có 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo và 6 ô tô trong các cuộc đụng độ với binh lính Moscow. Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Theo trang tin tức quân sự Aviapro, quân đội Belarus hôm 25 tháng 9 đã điều một máy bay chiến đấu từ sân bay Baranovichi di chuyển về hướng đông nam của đất nước để đến khu bảo tồn sinh thái và bức xạ Polesie. Sau khi nhận được báo cáo về một máy bay không người lái UAV cảm tử từ khu vực Chernihiv của Ukraine xâm nhập vào vùng Gomel của Belarus. Thị trấn Ugleda, hay còn gọi là Voleda, đang đứng trên bờ vực thất thủ trước đà tiến công ác liệt của Nga tại miền đông Ukraine. Nếu Ukraine thất thủ, điều này sẽ tạo thêm sự thuận lợi cho cuộc tấn công của Nga nhằm vào thị trấn then chốt Pokrovsk. Ukraine khó cản bước được quân đội Nga đánh chiếm Ukraine. Nằm ở tỉnh Donetsk, thị trấn nhỏ Ukraine có dân số trước xung đột là 14.000 người. Nơi đây nhanh chóng trở thành một pháo đài cho lữ đoàn cơ giới số 72 của quân đội Ukraine đồn trú. Thị trấn pháo đài Ukraine đã trụ vững trong một thời gian trước cuộc xung đột dữ dội của quân đội Nga. Nhưng nay, pháo đài đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2024, quân đội Nga oanh tạc và tấn công ồ ạt thị trấn này. Khác với các cuộc tiến công trước đây, lần này khả năng Nga sẽ giành được thắng lợi quyết định. Một nhà phân tích quân sự thuộc nhóm phân tích Ukraine mang tên Front Intelligence Insight, tạm dịch là phân tích sâu về tình báo mặt trận, viết rằng rõ ràng tình hình Ukraine đang rất nghiêm trọng. Chúng ta có khả năng sẽ phải chứng kiến những giai đoạn cuối cùng trong quá trình phòng thủ của thị trấn này. Nhà phân tích bổ sung, tôi chỉ có thể hy vọng rằng các chỉ huy sẽ đưa ra những mệnh lệnh đúng đắn, ưu tiên đảm bảo sinh mạng của quân nhân thay vì cố giữ đất. Có nhiều dấu hiệu chứng minh các nhận định này, dường như quân đội Nga đã uy hiếp các sườn của thị trấn trong cả tuần. Trước tình thế đó, lữ đoàn cơ giới số 72 với quân số là 2.000 người, được trang bị cả xe tăng T-64, xe chiến đấu BMP-2 và lựu pháo M-109, bắt đầu lặng lẽ rút lui về những vị trí dễ hơn để phòng thủ. Nhà phân tích thông tin tình báo nguồn mở Andriy Perpetua đã nhận xét, tôi có ấn tượng là Ukraine rút quân dần dần để dâng khu vực này cho Nga. Thị trấn Ukleda quan trọng ở chỗ nó là giao lộ giữa mặt trận phía Nam và mặt trận phía Đông. Tuy nhiên, Bohoya Vlenka có tiềm năng là căn cứ dự phòng khi lữ đoàn cơ giới 72 rút lui. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW trụ sở tại Washington kết luận, việc Nga có tiềm năng chiếm được Ukleda ít khả năng sẽ thay đổi căn bản tiến trình tiến công của quân đội Nga ở phía tây của tỉnh Donetsk. Vì sao Ukleda lại thất thủ sau khi trụ vững một thời gian dài? Câu trả lời khá rõ ràng, mặc dù lực lượng Nga bị căng mỏng trên tiền tuyến 1.000 km của cả xung đột rộng lớn giữa đôi bên, lực lượng Ukraine thậm chí còn bị căng mỏng hơn nữa. Thế trận phòng ngự của Ukraine ở miền đông đã suy yếu sẵn từ trước khi Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ra lệnh điều động một số lữ đoàn từ khu vực này vượt biên đánh vào tỉnh Kherson của Nga vào tháng 8 vừa qua. Trong lúc này, đa phần dân cư tại thị trấn Pokrovsk, Donetsk đã di tản gần hết. Những con phố của thị trấn đã trở nên trống hơn giữa lúc tiếng đạn pháo từ xa dội lại. Chính quyền thị trấn này đã áp lệnh giới nghiêm từ 3 giờ đến 11 giờ trưa do lo ngại hoạt động pháo kích của Nga. Hiện vẫn còn một số bộ phận cư dân thị trấn Pokrovsk cố gắng ở lại. Những người dân tiếp tục bám trụ thị trấn Pokrovsk với nhiều lý do.
một số do quá gắn bó với nhà cửa và công việc tại đây, số khác thì chán nản, thất vọng về những trải nghiệm thay đổi chỗ ở khi đi lánh nạn trước đây. Và đáng lưu ý, có những người dân lặng lẽ lựa chọn ở lại để chờ binh lính Nga tới đây. Mới đây, tờ Wall Street Journal cho biết, chính quyền ông Biden lo ngại rằng kế hoạch giành chiến thắng thiếu một chiến lược toàn diện và chỉ là một yêu cầu được đóng gói lại để có thêm vũ khí và dỡ bỏ các hạn chế đối với tên lửa tầm xa. Cụ thể, báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại cái gọi là kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky thiếu một chiến lược toàn diện và chỉ là một yêu cầu được đóng gói lại để có thêm vũ khí và dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công tên lửa của phương Tây vào sâu trong nước Nga. Theo tờ báo, các quan chức Mỹ và châu Âu tin rằng kế hoạch này không đưa ra con đường chiến thắng rõ ràng cho Ukraine, đặc biệt khi quân đội Nga đang có nhiều tiến bộ trên chiến trường. Tờ báo dẫn lời một quan chức cho biết, tôi không ấn tượng lắm, chẳng có gì mới cả. Ông Zelensky trước đó tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng kế hoạch chiến thắng của Ukraine đã được chuẩn bị đầy đủ. Vào tháng 8, ông lập luận rằng kế hoạch này cũng bao gồm một gói mạnh mẽ nhằm buộc Nga chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bình luận về lời nói của ông Zelensky, lưu ý rằng Moscow nhận thức được bản chất của chế độ Kiev, tiếp tục các hoạt động chiến đấu và sẽ đạt được mọi mục tiêu của mình. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin nói rằng danh sách các tiêu chí thúc đẩy Nga sử dụng vũ khí răn đe hạt nhân nên được mở rộng trong bản cập nhật của học thuyết. Tổng thống Nga cho biết, nếu bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào tấn công Nga mà được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ, thì đây nên được coi là cuộc tấn công phối hợp của họ. Theo ông Putin, Nga cũng sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có thông tin đáng tin cậy về nguy cơ xảy ra một cuộc không kích hoặc tấn công tên lửa lớn mà một quốc gia khác tiến hành nhằm vào Nga, hoặc đồng minh thân cận nhất Belarus. Vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công tiềm tàng của đối phương có thể bao gồm bất kỳ thứ gì, từ tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình đến máy bay chiến lược và máy bay không người lái. Ông Putin nói, chúng ta có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành vi gây hấn chống lại Nga và Belarus, cho biết thêm rằng nguyên tắc này đã được thảo luận với Minsk. Ông giải thích, vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng nếu đối phương gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền của hai quốc gia thông qua việc sử dụng vũ khí thông thường. Tổng thống Putin không nói rõ khi nào những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga sẽ có hiệu lực. Các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, đã nói về những thay đổi tiềm tàng đối với học thuyết này trong những tháng gần đây. Hồi cuối tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết học thuyết đang được xem xét. Nhà lãnh đạo Nga từ lâu đã thể hiện lập trường khá dè dặt về vấn đề vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 6, ông đã bày tỏ hy vọng rằng sẽ không bao giờ xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân giữa Moscow và phương Tây. Moscow không có lý do gì để nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, ông nói vào thời điểm đó khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg. Cuối tháng 6, ông cũng tuyên bố Nga không cần phải tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, vì đối phương chắc chắn sẽ bị loại bỏ trong một cuộc tấn công trả đũa. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng thay đổi học thuyết vào thời điểm đó.